lên siêu xe cái nhá. Khởi đầu với siêu xe xem thế nào. Có X10 hay là không X đây? Á đưa, vãi. Mới lên quả X10 kia. Quá ngon anh nhỉ. Hãy khởi đầu cuối tuần quá may mắn luôn. Mới vào lớp 500 là quá dễ rồi. Quá ngọt ngào luôn đấy. Bây giờ chơi ở dưới thôi. Á đưa. Sao 25k bị cay vậy này? Mình bấm 100 rồi đâu. Toàn vào cái nhỏ không anh ạ? Vãi thật đấy. Vẫn dưới nhá. Vẫn chơi cái dưới tiếp anh em ạ. Chơi lớn luôn. 500 luôn đấy. Rồi. Phải thế chứ. Hãy tự nhiên lại có 2,5 chứ có gì đâu. Uy tín chưa? Hãy bắt cầu quay luôn anh em ạ. Mình thấy con Carwin chơi rất ok luôn này nha mày. Chơi 1,4 luôn nhá. Mình chơi rực rỡ nó luôn. À đù, là X10 nữa kìa. 1,1 luôn. Vãi thật. Lại 10,1 luôn kìa. Quá gì tính luôn này nha mày. Đúng vào Carwin kiếm tiền thì không hề khó luôn. Hãy vào đây ăn đòn ngày 500 1,1 là quá dễ luôn này nha mày. Đấy, con Carwin này từ đầu năm tới giờ tuần nào mình cũng thấy... có sự kiện khủng cả anh em ạ. Toàn là giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng luôn đấy. Vãi thật. Ai mất mấy trăm. Chào anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Chúc anh em may mắn thắng lớn cho cuối tuần nha. Anh em xem video nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Còn ba nước kia. Nó phải đúng một kịch bản nó mới cay vậy. Vãi thật. Đến thế nhỉ. Nó phải hay quá nhỉ. Lên không. Dừng. Bả nó kia. Bả chơi thì nó đéo về. Không chơi thì nó về với cay chứ. Anh em nào mà muốn tại game thì nhờ tại với link nhận code miễn phí. Mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhé. Bả nó quả này mình chơi lớn này. Mày chơi tắt tay nó luôn. Con bạ nó cay thế nhỉ. Rồi mắt đá rồi. Không phải nói nhiều. Nó phải lấy lại những gì đã mất chưa anh em. Rực rỡ chưa. Cuối tuần chốt lại như thế đang ngọt chưa anh em. Hãy mới vào chưa đầy 5 phút nữa. 10 củ gần 11 củ. Thế là quá ngon rồi còn gì nữa anh em. Hát đi. Chắc mình nghỉ thôi anh em ơi. Và 452k chốt lái 10 củ 6 là quá rực rỡ rồi anh em ạ. Chốt lái cuối tuần quá thành công nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha. Chúc anh em lần may mắn thắng lớn mấy con game càng win này nha. Chào anh em.